Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Sú Kiếm Khách, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Nói xong, Vô Cấu Hòa Thượng lật đật trở gót đi ngay. Cung Cừu lùi mấy bước đứng ở khu đất trống ở trước cửa chùa. Chừng nửa khắc sau, mấy cặp lồng đèn dẫn một nhà sư. Mày trắng, mình mặc áo cà sa bằng gấm, đoạn từ từ đi ra. Những ngọn đèn lồng chia ra hai bên. Lão Hòa Thượng mày trắng đứng nhìn ra thềm cổng, bằng cặp mắt sáng như điện lên tiếng hỏi. Vị nào muốn gặp Lão Tăng? Cung Cừu cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang lạnh lùng. Phải chăng đại sư là Quản Tế Hòa Thượng? Lão Hòa Thượng chắp tay trầm giọng hỏi lại. Chính là Lão Tăng, thí chủ Quan Lâm có điều chi chỉ giáo? Cung Cừu mắt như dao, nhìn đối phương lạnh lùng đáp. Quản Tế, bản kiếm khách muốn cùng đại sư bàn chuyện nhà Phật. Quản Tế đại sư hỏi lại. Thí chủ muốn nói về nhân quả ư? Nhà Phật trọng nhất là thuyết nhân quả, lẽ tuần hoàn báo ứng không bao giờ sai lầm, có đúng thế không? Đúng thế. Thí dụ một Phật tử nhà Phật trồng nhân mà chưa hái quả thì không bao giờ được tới cõi Bồ Đề, có phải vậy chăng? Lời nghị luận của thí chủ thật là xác đáng. Cung Cừu cười lạc. Quản Tế, đêm nay chính là đêm nhà sư hái quả đó. Quản Tế đại sư mặt biến đổi lùi lại một bước, người của lão vẫn còn run bần bật nói. Thí chủ nói vậy là có ý gì? Cung Cừu dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Ta là Nam Cung Cừu, người nói giỏi của Vô Địch Song Kiếm, đến đây vì vụ quyết án 20 năm về trước. Quản Tế đại sư sắc mặt xám ngắt, trán lão toát mồ hôi nhỏ giọt, lùi lại hai bước run lên hỏi không ra tiếng. Người Cung Cừu quát lên. Động thủ đi. Quản Tế đại sư mặt như cắt, không còn một hột máu, cầm cây thiền trượng để ngang trước ngực quát hỏi. Phải chăng thí chủ định đến gây cuộc đổ máu trước Phật đường thanh tịnh? Cung Cừu không trả lời, chàng quát lớn. Ra tay đi, không thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Ở trong trường bao phủ một làn sát khí dày đặc. Cung Cừu tiến lên một bước, tay cầm chui kiếm quát lên lần nữa. Động thủ đi. Quản Tế đại sư cũng gầm lên, ngươi đừng có hối hận nha. Rồi lão dung cây thiền trượng đánh xuống đầu Cung Cừu, thế nặng như núi. Chát một tiếng, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm vang lên, mấy chấm đèn bày ra bốn phía. Quản Tế đại sư tay run bần bật, môi lão mấp máy hồi lâu rồi mới ấp úng nói ra được mấy tiếng. Ngày mai cũng vào giờ này, trong võ lâm sẽ mất bóng Sú Kiếm Khách. Rồi khuynh một tiếng, một luồng máu tươi giọt ra, Quản Tế đại sư ngã ngửa về phía sau. Bọn đệ tử như người mơ mộng choàng tỉnh giấc, cùng gầm lên một tiếng, rồi nhảy đến bên thi thể của Quản Tế đại sư. Cung Cừu từ từ trở gót lui vào trong bóng tối. Cung Cừu vừa đi vừa nghĩ đến câu nói ấp úng của Quản Tế đại sư lúc sắp chết. Ngày mai cũng vào giờ này, trong võ lâm sẽ mất bóng Sú Kiếm Khách. Rồi chàng tự hỏi. Câu này nghĩa là gì? Hay là một câu thần chú? Hay là một bóng người khác chạy theo chàng khẽ nói. Cừu ca, cung hỷ cừu ca đã thanh toán được món nợ máu. Người đó chính là Vạn Phụng Chân, vị hôn thê của Cung Cừu. Cung Cừu loạng choạng suýt ngã. Vạn Phụng Chân vội nắm lấy cánh tay của chàng hoảng hốt nói. Trên lưng cừu ca, Vạn Phụng Chân người rung lên bần bật. Cung Cừu cũng kinh hãi vội hỏi. Chuyện gì? Vạn Phụng Chân thất thanh đáp, một con rắn hổ mang. Sao? Rắn ư? Vạn Phụng Chân cơ hồ muốn khóc, nàng nói bằng một giọng bi ai. Đúng rồi, con rắn độc đó đang nằm ở trên lưng của cựu ca. Cung Cừu khác nào bị một gáo nước lạnh dội vào mình, lạnh buốt thấu tim gan. Chàng từng nghe nói, hổ mang là một thứ rắn độc nhất trong thiên hạ. Con rắn này đã cắn ai, thì không có thuốc nào có thể chữa được.
Cung Cừu nghĩ đến câu nói của Quản Tế Đại Sư lúc sắp chết, bây giờ chàng mới hiểu. Hiển nhiên con rắn này do nhà sư Quản Tế luyện vào lưng chàng, nhưng không biết lão ném ra lúc nào. Chàng nhớ lại lúc mình đánh gãy cây thiền trượng của đối phương, dường như trên lưng mình có một vật gì đó chạm phải. Giang Phụng Chân rút cây kim thoa ở trên đầu bắn tới, con rắn bị bật văng xa ra ngoài ba trượng, mũi kim xuyên qua con rắn như đóng đinh vào gốc cây. Lúc này Cung Cừu mới cảm thấy ở trên lưng nhức nhói khó chịu. Nọc độc của con rắn dần dần chạy ra khắp thân thể. Đầu óc của chàng mê đi, mắt chàng hoa lên. Nọc độc đi đến đâu, kinh mạch bế tắc đến đó. Giang Phụng Chân rung rung nói, Cừu ca ca, ngồi xuống đây, đừng chạy nữa, nếu không thì nọc độc. Nàng nghẹn ngào nói không ra tiếng nữa. Cung Cừu ngồi xuống tựa mình vào gốc cây. Chỗ này chỉ cách chùa Linh Ẩn chừng hơn một dặm, vẫn còn ở trong phạm vi đất Tây Hồ. Giang Phụng Chân nát ruột tan hồn, ôm chặt lấy Cung Cừu nói, Cừu ca ca, ca ca có biết thứ gì giải được nọc rắn hay không? Cung Cừu gượng cười đáp, Chân muội bất tất nghĩ ngợi làm chi nữa. Trước nay có ai trừ được nọc rắn hổ mang bao giờ đâu. Giang Phụng Chân cặp mắt đăm đăm nhìn Cung Cừu, hai hàng châu lại không ngớt tuôn rơi. Qua cành bà, bóng trăng xuyên qua những khe cành lá chiếu vào khuôn mặt của hai người tuyệt vọng đang ngồi tựa vào nhau. Hồi lâu Giảng Phụng Chân cất giọng buồn rầu nói, Cậu ca ca, Tây Hồ là một nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thế gian. Ai được dùi nắm xương ở nơi đây cũng đã gọi là may mắn. Cung Cừu đau đớn nghiến răng hỏi, Chân muội có yêu tiểu huynh không? Phụng Chân đáp bằng một giọng thì thầm, đến bây giờ mà cụ ca còn hỏi tiểu mũi câu này ư? Không phải tiểu huynh chưa hiểu tâm tình của chân mũi đâu, thế thì cụ ca còn hỏi làm chi? Tiểu huynh muốn được nghe tự miệng của chân mũi nói ra mà thôi. Đúng thôi, tiểu mũi yêu cụ ca lắm, mối tình yêu này vĩnh viễn bất diệt. Nếu chân mũi yêu ta thì đừng làm việc gì trái ý ta, ta chết đi được yên tâm nhắm mắt. Giang Phụng Chân nghiến răng đáp, cụ ca ca, tiểu muội đã hiểu ý cựu ca rồi, cựu ca không cần phải nói ra nữa. Tiểu muội xin nói rõ để cựu ca được biết, dù là gia gia tiểu muội cũng không cải biến được ý chí của tiểu muội. Cựu ca chết rồi, tiểu muội nhất quyết đi theo. Sống đã chẳng thành được lứa đôi thì chết đi cũng nên đạo vợ nghĩa chồng. Nàng nói đến đây xong rồi, đôi giọt nước mắt long lanh rớt xuống. Toàn thân của Cung Cừu rung lên, trái tim của chàng như vỡ nát. Giữa lúc ấy bất thình lình có hai bóng người như ma quỷ hiện hình, họ hạ mình xuống trước mặt. Giang Phụng Chân đứng phát dậy quát hỏi, ai đó? Bỗng nghe thanh âm một người đàn bà lên tiếng, lão đầu kia, chúng ở cả đây rồi. Rồi một tiếng khàn khàn hỏi, này mụ, đây có phải là thằng lỗi sắp chết đó không? Giang Phụng Chân kinh hãi rung lên hỏi, hai vị có phải là nhị tiên không? Con nhỏ này người nói đúng đó. Người đáp lời chính là Sức Cước Đại Tiên Văn Quảng. Cung Cừu đứng phát dậy, mắt của chàng nhìn hắn chiếu ra những tia sáng oán hận. Giang Phụng Chân trước đã bị Tố Y Tiên Nương Lạc Thiến Thiến dùng phế tiên trưởng ám toán, nếu không gặp được Kiến Tính Đại Sư dùng thần công cứu chữa thì nay đã bỏ mạng rồi. Lúc này trong lòng nàng cũng nổi sát khí, nhưng nàng biết công lực nhị tiên rất cao, mà Cung Cừu thì bị rắn cắn, thường thế cực kỳ trầm trọng. Hai người chỉ mong thoát thân được là may, còn nghĩ đâu đến chuyện báo thù. Cung Cừu lại không nghĩ thế, chàng đang lâm vào tình trạng khó lòng thoát chết, mà lại gặp hai kẻ thâm thù. Chàng không thể suy nghĩ chín chắn được, mà chỉ lâm le giết kẻ thù trước khi mình chết. Tố Y Tiên Nương Lạc Thiến Thiến cười khỉnh. Sú kiếm khách, chuyến này ta phải hạ sát ngươi, cũng chẳng lấy gì làm thú vì ngươi đã bị rắn cắn. Nhưng vợ chồng ta là chỗ thâm giao với Quản Tế Đại Sư, mà Đại Sư đã bị chết về tay của người, chẳng lẽ vợ chồng ta lại làm ngơ trái đạo võ lâm? Cung Cừu nghiến răng nói, bọn ngươi mà cũng còn nói chuyện đạo nghĩa võ lâm ư? Xích Cước Đại Tiên dung cây cưu đầu quái trượng lên, tại sao ta không bàn tới được hả? Cung Cừu căm giận đáp, 18 năm về trước, ngươi đã tham dự vào vụ đổ máu ở Nhị Hiền Trang, chẳng lẽ cũng là đạo nghĩa võ lâm ư? Xích Cước Đại Tiên cười khanh khách. Xu kim khách, trong võ lâm khó mà phân rõ được chuyện phải trái, ngươi còn nói gì nữa không?
Cung Cừu đáp bằng một giọng lạnh như băng. Ta chỉ còn muốn phanh thầy chó má của vợ chồng các ngươi ra nữa thôi. Xích Cước Đại Tiên lại cười rộ. Người nói khoác thế mà không ngượng miệng hay sao? Giang Phụng Chân đột nhiên nói bằng một giọng khinh miệt. Ta không ngờ các ngươi đường đường là nhị tiên mà lại thừa lúc người ta nguy ngập để hạ thủ. Thú Y Tiên Nương cười khanh khách. Con lõi kia, người tính kỹ ha. Ta không tính toán gì hết. Ta chỉ nghĩ rằng đã là người võ lâm thì ít ra cũng phải có bản sắc con nhà võ. Nhưng lão nương đây lại thấy lúc này và nơi đây rất thích hợp. Giang Phụng Chân hai mắt đỏ ngầu tựa hồ muốn chảy máu ra. Nàng biết rằng không còn thế nào cải biến được nữa. Vì nhị tiên không khi nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm một thỏa này. Xích Cước Đại Tiên Văn Quảng đã tiến lại gần Cung Cừu thêm mấy bước. Hai người chỉ còn cách nhau chừng tám thước. Cung Cừu gắng gượng cũng quay mặt vào phía hai người hít mạnh một hơi. Giang Phụng Chân băng mình ra đứng chắn trước Cung Cừu. Cung Cừu giơ tay đẩy nàng ra lạnh lùng nói, Chân muội hãy lui ra. Giang Phụng Chân bị chàng đẩy mạnh người loạn choạng bước sang mé bên mấy thước. Xích Cước Đại Tiên cười khẩy, Sủ kiếm khách, vợ chồng ta đến đây để đưa ma ngươi. Nhưng trước khi ngươi chết ta muốn hỏi ngươi rõ lai lịch cho ta biết. Cung Cừu hắn giọng nói, Người lắng tai mà nghe đây. Ta là con của vị thủ lãnh vô địch song kiếm Nam Cung Tinh, tên gọi là Nam Cung Cừu. Nhị tiền biến sắc. Chúng chỉ nghĩ rằng số kiếm khách có chăng chỉ là một nhân vật liên quan đến vô địch song kiếm, chứ không ngờ chàng lại chính là con của Nam Cung Tinh. Bầu không khí ở trong trường bỗng đột nhiên khẩn trương vô cùng. Xích Cước Đại Tiên quát lên, tiếp chiêu đây. Hắn dùng cây quải trượng lên nhanh như là chớp, quật xuống đầu của Cung Cừu. Chiêu này mãnh liệt vô cùng, vì hắn định đánh đòn là hạ được đối phương ngay. Cung Cừu nghiến răng phóng ra chiêu nhất kiếm hàng ma, chàng đề tụ hết tàn lực để ra chiêu. Tiếng binh khí chạm nhào lẫn dời tiếng rú vang lên, bóng của hai người lại giang ra xa. Cung Cừu loạn chọn phải chống kiếm đứng cho khỏi ngã, miệng chàng liên tiếp học máu tươi. Cây trượng của Xích Cước Đại Tiên cũng rời khỏi tay, người của hắn lảo đảo, miệng lắp bắp nghe không rõ tiếng. Thằng lỗi, còn ngươi. Rồi người của hắn đánh khuynh một tiếng ngã lăn trên vũng máu. Diễn biến này phát sinh chỉ trong nháy mắt. Tố Y Tiên Nương ngẩn người ra một lúc mới ý thức được diễn biến vừa qua. Mụ thét lên một tiếng dung trượng lên phàn Cung Cừu. Cung Cừu loạn choạng người một cái cố dung kiếm lên, nhưng nửa chừng chàng kiệt lực lại phải hạ kiếm xuống. Giang Phụng Chân thét lên lanh lảnh nhảy sổ về phía Tố Y Tiên Nương. Trong tay của nàng phóng ra một vật ánh vàng lấp loáng. Đây là một môn tuyệt nghệ để cứu mạng của kỳ môn phái tên gọi là Thiên La Địa Võng. Ánh vàng lấp loáng đó, hàng trăm mũi kim phóng ra một lúc bao trùm cả một vùng rộng đến hai trượng vuông. Nếu Tố Y Tiên Nương không biến đổi thế trượng thì nhất định Giang Phụng Chân phải chết vì phát trượng. Nhưng chính Tố Y Tiên Nương cũng đã mất mạng về những mũi kim châm kia. Phép đánh này gọi là ngọc đá đều ra trò. Giang Phụng Chân băng mình nhảy vào ánh trượng, đồng thời phóng kim châm ra cùng một động tác. Tố Y Tiên Nương đành thu trượng về nhảy ra ngoài ba trượng. Đồng thời tay trái của mụ dung chưởng ra để quạt những mũi châm bay đến gần mình. Giang Phụng Chân lộn nhào người đi, đứng chắn trước mặt của Cung Cừu. Tố Y Tiên Nương trấn định tinh thần lại tiến vào, dùng tay đánh Giang Phụng Chân. Bóng trượng dày như một tấm màn bao phủ, luồng cường phong nổi lên dù dù mãnh liệt, tự hồ nghiêng non dốc bể. Giang Phụng Chân chẳng quản gì đến sống chết, nàng dung chưởng lên nghênh địch, sầm. Một tiếng kinh khủng, tiếp theo là tiếng rú gây rợn. Giang Phụng Chân bị cây trượng của đối phương quét bung ra ngoài cả trượng. Tố Y Tiên Nương lại dùng quảng trượng lên, đánh thẳng vào Cung Cừu. Bản năng sinh tồn của chàng và tình trạng của Giang Phụng Chân bị hất tung đi đã làm cho Cung Cừu khích động nổi lên. Một luồng sức mạnh, chàng dung trường kiếm ra nhanh đến cùng cực, dẫn ra chiêu nhất kiếm hàng mà. Hai tiếng rú đồng thời vang lên và cả hai người cùng ngã lăn ra. Thanh trường kiếm của Cung Cừu rời khỏi tay, miệng của chàng phúng máu tươi ra như tên bắn.
Tố y tiên nương bị chặt đứt cổ tay phải, cây quải trượng tung ra ngoài hơn cả trượng. Giang Phụng Chân lẩm ngẩm bò dậy, cố gắng cất tiếng gọi: "Cừu ca ca." Nàng cất bước tiến lại gần Tố y tiên nương: "Quỷ nữ, hôm nay ta cho người nếm mùi vị chu nho thần công đây." Chu nho thần thông là một thủ pháp độc đáo vô cùng tàn khốc của kỳ môn phái. Người nào bị thương về thần công này thì gân cốt co rúm lại, biến thành đứa con nít suốt đời. Tố y tiên nương Lạc Thiến Thiến sắc mặt sáng ngắt gầm lên: "Còn tiện tì, lão nương rút từng chẻ xương mi ra đốt thành than mới hả giận." Mụ dùng tay trái lên đánh vào trước ngực của Dạng Phụng Chân. Trong lúc nguy cấp, mụ đâm ra hôn mê quên rằng đối phương mình mặc nghịch lân bảo giáp. Binh một tiếng, người của Dạng Phụng Chân hơi siêu đi. Tố y tiên nương bàn tay trắng nõn đã bị đâm thủng nhiều chỗ, biến thành một bàn tay máu. Dạng Phụng Chân giơ ngón tay cứng như sắt lên định đâm vào Tố y tiên nương. Đột nhiên Cung Cừu gắng gượng la lên: "Đừng động đến mụ nữa." Dạng Phụng Chân rụt tay về, Cung Cừu gắng sức lò dò đi mấy bước, lượm thanh trường kiếm lên cầm tay để chống cho khỏi ngã. Dạng Phụng Chân nhìn Cung Cừu bằng con mắt xót thương, chạy lại nâng đỡ chàng run run nói: "Cừu ca ca." Cung Cừu nhắm mắt lại, ráng hít một hơi dài rồi mở mắt ra nói: "Chân muội buông ta ra, ta muốn chính tay mình giết mụ." Tuy giọng nói của chàng khàn khàn yếu ớt mà vẫn đầy sát khí. Dạng Phụng Chân đành buông tay lùi lại ở phía sau. Người Cung Cừu lảo đảo một lúc rồi sau đó chàng đứng vững lại được. Trong mắt của Tố y tiên nương lộ vẻ oán hận, mặt của mụ co rúm lại trong gớm ghiếc. Người mụ máu me đầm đìa chẳng khác chi là quỷ dữ. Mụ cũng tiến gần lại mấy bước, tay trái từ từ giơ lên. Dạng Phụng Chân lộ vẻ vừa sợ hãi vừa bồn chồn. Nàng nghĩ rằng Cung Cừu còn vọng động, thu hết chút tàn lực cuối cùng thì chưa chắc đã hạ được đối phương, mà có khi chàng sẽ chết ngay tức khắc. Trong mắt của nàng lóng lánh những giọt lệ đau thương thống hận. Cung Cừu miễn cưỡng dừng bước lại, dùng kiếm giơ lên thủ thế về phía trước. Tố y tiên nương phóng ra một chưởng đánh binh một tiếng. Mé hữu của ngực Cung Cừu bị đụng chưởng, người chàng siêu đi. Nhưng trong tay của chàng vẫn nắm chặt thanh kiếm. Dạng Phụng Chân không nhận được nữa, la lên một tiếng kinh hoàng. Tố y tiên nương vừa phóng chưởng, người mụ cũng lảo đảo rồi ngã lăn ra đất. Một tiếng rên ư ử vọng lên, cả hai người cùng lăn kình xuống đất. Mũi kiếm của Cung Cừu đã đâm trúng ngực của Tố y tiên nương từ trước ngực ra tới sau lưng, nhưng chàng cũng không đủ sức để rút kiếm ra nữa. Tố y tiên nương giãy lên đành đạch mấy cái rồi chết thẳng cẳng. Dạng Phụng Chân rút thanh kiếm mà Cung Cừu đã đâm vào ngực Tố y tiên nương ra rồi tra vào vỏ cho chàng. Đoạn nàng ôm Cung Cừu lại chỗ gốc cây mà ban nãy hai người ngồi tựa vào nhau. Nàng lau sạch vết máu trên miệng Cung Cừu, nét mặt rầu rầu nói: "Cừu ca ta, tiểu muội đưa cừu ca đến một nơi thích hợp với giấc ngủ ngàn thu của đôi ta. Được rồi, chúng ta sẽ yên giấc ở dưới chân ngọn lôi tháp." Bất thình lình một thanh âm lạnh lẽo vọng đến: "Y có phải là Sú Kiếm Khách không?" Dạng Phụng Chân giật mình đánh thoát một cái, ngẩng đầu lên xem thì cách đó năm bước đã thấy sừng sững người áo xanh bịt mặt. Bất giác nàng buộc miệng la lên: "Sách Quyết thư sinh!" Sách Quyết thư sinh lại hỏi: "Cung Cừu cũng là y?" "Ồ, phải chăng y là Nam Cung Cừu?" Dạng Phụng Chân sắc mặt biến đổi, nàng không ngờ Sách Quyết thư sinh đã thông rõ hết những điều bí mật của Cung Cừu. Nàng nghĩ rằng hiện giờ chàng đã sắp chết rồi thì còn phủ nhận làm chi nữa. Nghĩ vậy cho nên nàng trầm giọng đáp: "Các hạ nói đúng đó." Sách Quyết thư sinh cặp mắt sáng rực lên: "Còn cô nương chính là Dạng Phụng Chân. Dạo trước cô lấy tên là Phụng Chân phải không?" Dạng Phụng Chân kinh hãi lùi lại mấy bước: "Các hạ biết nhiều quá. Xin hỏi các hạ tới đây có chuyện gì?" Sách Quyết thư sinh lạnh lùng: "Dạng cô nương, phải chăng Cung Cừu trúng phải nọc rắn hổ mang?" "Phải rồi, vậy thì sao?" "Thực ra không phải là không có thuốc chữa, mà là không ai biết đến thôi." Dạng Phụng Chân không tin ở tai của mình, nàng xúc động, tiếng nói lạc hẳn đi, hấp tấp hỏi: "Các hạ có biết chữa không?" "Dĩ nhiên là ta biết mới nói." "Không hiểu cách chữa thế nào?" Sách Quyết thư sinh thủng thẳng đáp: "Quản tế đại sư vốn có hai con độc vật nuôi ở trong chiếc hộp sắt. Một là con rắn hổ mang, còn hai là..." "Ồ,
con kia gọi là gì? Một con nhộng lông vàng. Hai vật này xung khắc với nhau. Giang Phụng Trần trí tệ hơn người. Nàng rung lên nói, vậy muốn giải nọc độc của hổ mang tất phải tìm cho con nhện lông vàng đó hay sao? Đúng rồi, con nương thật là thông minh hơn người. Thế còn con nhện lông vàng đâu? Ở trong mình của quản tế đại sự. Bây giờ biết làm thế nào? Khoan đã, cái hộp sắt đó tại hạ đã lấy được rồi. Ồ, vậy các hạ có ý đến đây là với mục đích để cứu y? Giang Phụng Chân mừng quá lắp bắp, các hạ có ra điều kiện gì không? Vô điều kiện. Giang Phụng Chân đã là người thông tuệ giáo hoạt, nhưng vốn tính đa nghi cẩn thận, nàng hỏi thêm. Các hạ cứu y mà không đòi hỏi một điều kiện thật ư? Phải rồi, sao cô nương lại bận tâm về điều đó? Chẳng lẽ các hạ có tài chưa bói đã biết trước giờ này y bị thương ở nơi đây? Cung Cừu quá trang làm sứ kiếm khách, đã có ơn diệt trừ những kẻ thù cho bang Thanh Y. Mà cô nương cùng Cung Cừu đối với bang chúa Thanh Y là Lạc Thủ Thư Sinh Từ Lăng, từng kết nghĩa Kim Lan. Lạc Thủ Thư Sinh cùng tại hạ cũng có mối quan hệ sâu xa, nên tại hạ dẫn theo rồi hành tung của sứ kiếm khách. Hôm qua được nghe thủ hạ báo cáo về chuyện xảy ra, nên tại hạ vội vã đến đây, đầu đuôi câu chuyện là thế. Giang Phụng Chân thở phào nhẹ nhõm và nói, trước hết tiểu muội xin cảm tạ tấm thịnh tình của các hạ. Cô nương bất tất phải cảm tạ. Xin các hạ cho hay cách cứu trị thế nào. Bây giờ cô nương lật người của y lên, để hở miệng của vết thương ra đi. Giang Phụng Chân sung sướng khoa chân múa tay. Nàng tưởng chừng như vớ được cứu tinh từ trên trời rơi xuống, cải tử hồi sinh cho Tình Lan. Nàng ôm Cung Cừu lên, xoay người của chàng lại để hở lưng chàng ra. Nàng vén áo Cung Cừu lên thì chỉ thấy một cái lỗ nhỏ bằng hạt gạo đang rỉ nước vàng, còn ngoài ra không có gì khác lạ. Sách Quyết Thư Sinh lay ở trong tay áo ra một cái hộp sắt dài chừng nửa thước, để vào trên lưng của Cung Cừu rồi bảo Giang Phụng Chân, cô nương tránh ra. Giang Phụng Chân ngần ngừ giây lát rồi chạy ra 7-8 thước. Hai mắt của nàng đăm đăm nhìn vào cái hộp sắt. Sách Quyết Thư Sinh vừa mở hộp ra, một con nhện lớn bằng cái ly uống rượu, lông vàng lấp lánh, bò ngay ra. Cặp mắt của nó chuyển động một lúc rồi nhảy xuống lưng của Cung Cừu, ghé miệng vào vết thương mà hút. Giang Phụng Chân vẻ mặt khẩn trương vô cùng. Nàng biết con nhện cũng là một độc vật ghê gớm. Nếu lời của Sách Quyết Thư Sinh không đúng sự thật thì Cung Cừu tất phải chết ngay tức khắc. Con nhện hút máu hồi lâu phình bầu ra, toàn thân của nó vàng rực cả lên, lông dựng đứng ngược, trông mà phát khiếp. Chỉ trong khoảnh khắc này, Cung Cừu đột nhiên rên lên một tiếng. Sách Quyết Thư Sinh vội nói, phải nhẫn nại mới được, chớ có nhúc nhích. Giang Phụng Chân mừng rỡ, nở mặt nở mày. Chừng đầu nửa canh giờ, con nhện lông vàng co mình duỗi chân tựa hồ như đắc ý, sau khi được ăn ngon một bữa thật no. Sách Quyết Thư Sinh cầm chiếc hộp sắt đưa gần lại, con nhện nhảy tọt vào bên trong. Sách Quyết Thư Sinh đậy nắp hộp lại, Cung Cừu trở mình ngồi dậy. Sách Quyết Thư Sinh khoát tay, các hạ nên nằm xuống điều dưỡng chừng một khắc đi. Cung Cừu vâng lời nằm trở xuống nhắm mắt lại. Sách Quyết Thư Sinh dài qua Giang Phụng Chân nói, cô nương hãy cẩn thận trong chừng, tại hạ xin cáo từ. Dứt lời hắn đã biến dạng. Giang Phụng Chân đứng nhìn theo ngơ ngác. Khoảng một khắc sau, Cung Cừu cảm kích, Chân muội, thế là tiểu huynh đã hai đời làm người. Giang Phụng Chân vui mừng hớn hở nói, cụ ca ca, cái đó kêu bằng trời chẳng phụ người lành. Cung Cừu nhìn trời bảo, ồ, trời sắp sáng rồi, chúng ta thượng lộ thôi, bất tất phải trở về quán trọ để khỏi làm kinh động mọi người. Tiểu muội nhất thiết theo lời của cụ ca. Một hôm hai người vào đến địa giới của Tương Giang, liền theo đường Nhạc Châu mà tiến. Tính ra còn 3 ngày nữa mới đến kỳ đại hội của Quân Sơn. Hai người đã bôi thuốc làm thay đổi sắc mặt không ai nhận ra, nên dọc đường bình an vô sự, chẳng có chuyện gì đáng nói. Hôm ấy vào khoảng giờ ngọ, Cung Cừu cùng Giang Phụng Chân đến ngoài thành Lạc Châu. Chợt Giang Phụng Chân lên tiếng hỏi, cừu ca, Thiên Lang Tôn Giả cùng Thái Thượng Kim Kiếm Minh là hai kẻ thù tối hậu của cừu ca có phải không? Đúng thế. Rửa xong mối cừu hận này rồi, cừu ca định làm gì? Nàng vừa hỏi vừa đắm đuối nhìn Cung Cừu. Lòng của nàng tràn ngập sự hạnh phúc tương lai,
và ra vẻ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của chàng. Cung Cừu cảm thấy trái tim của chàng dường như chìm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đáp: "Tiểu huynh còn việc chưa làm xong." Giang Phụng Chân nhíu cặp lông mày hỏi: "Còn việc gì nữa?" "Thứ nhất là tiểu huynh phải tìm cho ra Hà tiểu thư lạc lõng nơi đâu." "Hà tiểu thư nào?" "Hà tiểu thư là con gái của Hà Nhị Thúc. Hà Nhị Thẩm và mụ lão ẩu Tu Cúc hiện đang ẩn ở trên núi Vọng Phong. Tội nghiệp cho Hà Nhị Thẩm đã mắc phải chứng mất trí. Theo lời của Thu Cúc thì Hà tiểu thư đã thất tung ngay từ lúc sơ sinh." Giang Phụng Chân trong lòng chua xót ngắt lời: "Vụ này Cừu ca chưa nói cho tiểu muội hay." "Phải rồi, sau khi chúng ta chia tay chẳng bao lâu rồi tiểu huynh có ước hẹn gặp Kim Cương Đồng Tử ở núi Vọng Thiên, không ngờ tới đó lại gặp Hà Nhị Thẩm, thật là lòng trời xui khiến." "Cừu ca ca, một đứa nhỏ mất tích đã 20 năm nay sống chết mịt mờ, kể cũng khó mà tìm cho ra. Nhưng đó là di mệnh của song thân, cừu ca thì cừu ca không thể trái mệnh được. Tiểu muội xin tiếp tay cho cừu ca trong vụ này." Cung Cừu cảm động, chàng nói: chân muội thật là một người phúc hậu." Giang Phụng Chân cái miệng cười và đáp: "Xin đừng khen tiểu muội nữa, hai chữ phúc hậu tiểu muội không có dám nhận đâu. Gia gia tiểu muội là dạng lão tà, thì dù tiểu muội có hay đến đâu cũng chẳng có gì đáng kể. Tiểu muội nhất thiết chỉ muốn cho cừu ca ca được vui lòng mà thôi. Nhưng còn việc thứ hai là việc gì?" Giữa lúc ấy, trong khu rừng trúc gần đó đột nhiên có tiếng rú thê thảm vọng lại. Hôm sau đã đến ngày đại hội quân sơn, những khu phụ cận lầu Nhạc Dương tất nhiên quần hùng tụ tập đông đảo, mà có tiếng rú phát ra tất không phải là chuyện tầm thường. Cung Cừu không lên tiếng, chàng nhảy vọt vào khu rừng trúc. Giang Phụng Chân hối hả theo sau. Trong rừng, một bà già áo đen, đầu bịch khăn, chìa ra một mớ tóc bạc đang đứng ẩn người. Dưới chân bà già có một xác chết nằm lăn ra đó. Kẻ bị nạn mình mặc áo lam, sắc mặt xanh lè, ở trên lưng bị kiếm đâm ngập lấm chui. Cung Cừu lạng người đến trước tử thi. Chàng rung lên la quảng: "Đông Phương Lôi!" Kẻ bị nạn chính là Đông Phương Lôi, môn hạ của Thiên Lang Tôn giả. Nguyên trước, Đông Phương Lôi đã giết hai ả phụng cận vệ của phe Kim Kiếm Minh. Sau hắn lại giết Mê Giác Sư Thái tại Am Quyền Diệu, tức là dì ruột của Cung Cừu tên gọi là Vô Tình Tiên Tử Lý Phương Chi. Hai vụ thảm án này chính mắt Cung Cừu đã được mục kích, nên chàng vừa ngó thấy Đông Phương Lôi đã nhận ra ngay. Giang Phụng Chân lúc này chạy đến bên Cung Cừu. Trước tình trạng này, lòng của nàng không khỏi chấn động. Cung Cừu ngẩng đầu lên nhìn bà già áo đen hỏi: "Phải chăng tiền bối đã hạ sát hắn?" Bà già hỏi lại: "Người cũng biết hắn ư?" Cung Cừu thản nhiên: "Giảng bối đang định đi tìm hắn đây." Giang Phụng Chân đột nhiên hỏi xen vào: "Phải chăng tiền bối là thần Châm Tôn giả đại nương?" "Ôi chà, người làm sao cũng nhận biết được lão thần vậy? 5 năm trước đây tiền bối đã qua Bạch Thạch Đảo. Ngươi là ai? Tiền bối còn nhớ đến vụ ăn cắp không?" Bà già ngắt lời: "Ồ, cái con lỗi này, sao ngươi lại cải trang khác hẳn đi thế?" "Vì muốn đến dự đại hội quân sơn." "À, vị này là ai? Chắc đây cũng không phải là bản tướng thật sự của y." Giang Phụng Chân trỏ Cung Cừu và đáp: "Y là người bạn thân của giảng bối, tên gọi là Cung Cừu." Thần Châm Tôn đại nương ngắm nhìn Cung Cừu một hồi rồi nói: "Thật là một trang thiếu niên căn bản dưỡng chắc trên đời hiếm có." Cung Cừu xá dài và nói: "Tiền bối quá khen, xin hỏi tại sao tiền bối hạ sát Đông Phương Lôi? Không phải lão thần hạ thủ đâu." "Thế thì?" "Lão thần đang định hỏi hắn mấy việc, không ngờ đột nhiên hắn bị người đánh lén. Người hạ thủ hắn công lực rất ghê gớm, lão thần chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã biến mất rồi. Chắc là hung thủ giết Đông Phương Lôi để bịt miệng đó." "Có thể như vậy lắm. Xin hỏi tiền bối muốn tra hỏi hắn điều chi?" Thần Châm Tôn đại nương thở dài, nát mặt rầu rầu đáp: "Lão thần có một người bạn chí thân, lúc lâm chung y quỷ thác cho mụ việc trông nom hai đứa con mồ côi. Cả hai con nhỏ đều lạc vào làm môn hạ của Thiên Lang Tôn giả, rồi sao lại thoát ly sư môn. Trong hai đứa thì một đã chết về tội tâm phá huyết trưởng, nên lão thần..." Cung Cừu ngắt lời:
Tiền bối phải chăng thủ phạm là Thiên Lang Tôn giả? Tôn Đại Nương lắc đầu, chuyện đó chưa rõ, Thiên Lang Tôn giả hay Đông Phương Lôi, ta tìm chưa ra manh mối. Bỗng lão bà lại hỏi, thiếu hiệp danh hiệu là gì, lệnh tôn là ai? Ngập ngừng một lúc, Cung Cừu đáp, giảng bối tên Cung Cừu, con trai của vô địch song kiếm Nam Cung Tinh. Bất giác Tôn Đại Nương kêu lên, ồ tiểu tử, ta là gì của mẫu thân ngươi đây? Cung Cừu sửng sốt, tiền bối. Tôn Đại Nương chặn lại, ngươi gọi ta bằng bà cho đúng nghĩa, hãy kể lại cho ta vụ quyết án năm xưa đi. Cung Cừu chậm rãi thuật lại mọi chuyện cho Tôn Đại Nương nghe, và ý chí báo thù của chàng. Tôn Đại Nương rơi lệ nói, hài tử, như vậy song thân của ngươi cũng được ngậm cười nơi chính suối rồi. Ta sẽ gặp lại ngươi tại Đại hội Quân Sơn. Dứt câu, Tôn Đại Nương đi mất dạng. Hai người ra khỏi rừng trúc đi về hướng lầu Nhạc Dương. Chẳng bao lâu đã đến lầu Nhạc Dương. Hai người lên lầu thì thấy đủ hạng người tăng đạo tục đều có mặt. Người thì cúi đầu xuống rót rượu, bọn thì quay quần thì thầm nói chuyện riêng. Có chỗ cao đàm hùng luận như diễn giả trên văn đàn. Người nào cũng cỡ 50 trở lên. Chắc họ đều là những người có tiếng tăm đến phó hội. Nhưng tiếc rằng Cung Cừu chẳng biết ai cả. Hai người lựa một bàn ở gần cửa sổ để ngồi. Gọi lấy rượu nhắm và thức ăn uống, vừa ngắm phong cảnh của động Đình Hồ. Động Đình Hồ rộng rãi bao la, một màu xanh ngát. Bốn mặt núi non cao ngất, thật là một nơi kỳ quan trong vũ trụ. Cung Cừu đối cảnh sinh tình lẩm nhẩm đọc bài Ký Sự Nhạc Dương Lâu của Phạm Văn Chính Công. Đến câu niên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc, bất giác ngâm cao giọng. Giang Phụng Chân nhẹ nhàng cười nói, Phạm Văn Chính Công oai danh lẫy lừng ở Tây Hạ, tiếng dậy khắp bốn phương, văn tài võ lược trên đời không ai bị kịp. Nhất là ý nghĩa hai câu này càng khiến cho người ta phải sùng kính. Nhưng Cung Cừu ngắt lời hỏi, nhưng làm sao? Giang Phụng Chân đáp, thiên hạ lo lắng thì nhiều, yên vui thì ít. Nhưng nếu suốt đời an vui thì mình cũng chẳng thèm làm. Cung Cừu bất giác bật cười, vì luận điệu của nàng chẳng những thành thật mà còn đượm vẻ tà môn. Hai người chuyện trò vui vẻ ăn uống cho đến lúc gần tối mới đứng dậy đi tìm chỗ ngủ. Sáng sớm hôm sau hai người lại quay về lầu Nhạc Dương thì thấy du khách đi lại tấp nập. Trên bờ hồ có mười mấy chiếc thuyền, có thuyền đang đi, có thuyền đậu lại. Chắc những thuyền này để chở khách sang đi dự đại hội Quân Sơn. Cung Cừu chú ý nhìn ở bờ hồ thì thấy toàn bộ Lục Long Kim Kiếm Minh đều có ở đó. Cách chừng 10 bước lại có một tên. Bọn này chăm chú đảo mắt nhìn người qua lại tựa hồ như để tìm ai. Chàng động tâm rồi hiểu ngay là Gia Cát Anh muốn ngăn trở mình phó hội nên phái bọn Lục Long ở đây dòm ngó. Cung Cừu đổi giọng, chúng ta qua bờ hồ thôi. Đại hội bắt đầu từ giờ tỷ, chúng ta ăn cơm rồi đi cũng chưa muộn. Hai người ở dưới chân lầu tìm chỗ ngồi ăn uống qua loa. Cơm nước xong hai người lại ra bờ hồ chỗ thuyền đậu. Bên hồ có đặt một cái án đài hình Ti Diện Chúa phù thiên thân thuộc phe của Kim Kiếm Minh ngồi ở sau án. Hai bên 12 gã kiếm thủ đứng thành hình cánh nhạn. Những người được mời đến phó hội đều phải đưa thiếp để ghi tên rồi mới xuống thuyền. Giang Phụng Chân xăm xăm đi tới giơ thiếp, rồi cầm bút ghi tên. Dạng Tịnh Chân, Nam Cung Bản Nhân. Phù Thiên Thân mắt nhanh như chớp liếc nhìn mặt hai người rồi hỏi, hai vị cùng đi với nhau có phải không? Giang Phụng Chân đáp, phải rồi. Môn phái nào? Sao trên chốn giang hồ chưa từng nghe ai nói đến tên phái này cả? Chỉ có một mình các hạ Hữu Lậu mới không biết đến mà thôi. Phù Thiên Thân biến sắc muốn nổi hùng, nhưng cố nén lòng trầm giọng nói, xin mời hai vị đi. Cung Cừu cùng Giảng Phụng Chân đưa mắt nhìn nhau mỉm cười rảo bước xuống thuyền. Thuyền còn chờ đến 20 người mới khởi hành qua hồ. Cung Cừu đưa mắt nhìn lên trên bờ, thấy bọn cận vệ Lục Long vẻ mặt ra chiều nóng nảy. Chàng không khỏi bật cười. Nhưng chàng nghĩ việc mình bôi thuốc thay đổi sắc mặt đến tham dự đại hội thì trong lòng không khỏi áy náy đối với Gia Cát Anh.
thuyền áp mạng vào chân núi Quân Sơn. Những người ở trong thuyền nói gót lên bờ. Mọi người lên đến đỉnh núi thì trước mắt hiện ra một cái đài cao. Bên đài có ba chữ lớn: Hiên Viên Đài. Nét chữ rêu phong cỏ mọc nhưng trong hải còn rõ. Cung Cừu kéo Dạng Phụng Chân tìm vào chiếc bàn cùng ở nhà rạp mé tây là chỗ vắng người ngồi xuống. Chàng lên tiếng hỏi: chủ nhân chưa đến ư? Dạng Phụng Chân gật đầu. Nàng lại trỏ từng người nói cho Cung Cừu biết: vị này là trưởng môn phái Thiếu Lâm, lão kia là trưởng môn phái Võ Đương, người nọ là anh hùng một phương, vân vân và vân vân. Cung Cừu lẳng lặng ghi nhớ ở trong lòng. Người chàng quan tâm nhất là Thái Thượng Kim Kiếm Minh Gia Cát Võ Hùng. Chàng không hiểu lão đã ra mặt chưa. Gia Cát anh thì nhất định là đã có rồi, vì Kim Kiếm Minh đứng ra tổ chức đại hội này kia mà. Võ Thanh hắt bọc phong: chuyến này có phải là tay trọng yếu của Võ Lâm Trung Nguyên không? Đột nhiên Dạng Phụng Chân khẽ la lên một tiếng. Lạ thật. Cung Cừu giật mình hỏi: chuyện gì? Sao chưa thấy thần Châm Tôn Đại Nương đến đây? Có khi bà chưa đến, tiểu muội lo rằng bà ta gặp sự cố bất đắc rồi. Tại sao vậy? Hôm qua thuộc hạ Thiên Lang Tôn giả là Đông Phương Lôi đang bị bà chất vấn thì đột nhiên hắn bị người ám toán để bịt miệng. Bên trong chắc có điều gì đó bí mật. Giả tỷ người phái Thiên Nam ra tay cứu hắn thì việc gì phải dùng đến hạ sách đó. Đây chắc là người ngoài ám sát, vì thế mà tiểu muội rất lo ngại. Tiểu muội a rằng kỳ đại hội này. Một thanh âm lạnh lẽo vọng lại: tại hạ cũng nghĩ như thế. Cung Cừu cùng Dạng Phụng Chân giật mình đánh thoát một cái, đảo mắt nhìn ra, tưởng ai té ra là Sách Quyết Thư Sinh. Không hiểu gã đã đến ngồi cách hai người chừng 10 ghế từ bao giờ. Mặt gã vẫn che bằng một tấm khăn lam như trước. Dạng Phụng Chân gật đầu nói: sao các hạ không lại ngồi đây nói chuyện cho vui? Sách Quyết Thư Sinh chẳng hề từ chối, đến ngồi bên hai người. Cung Cừu đứng lên vái chào: tại hạ xin có lời kính tạ với các hạ đã giải độc cho. Có làm chi đâu, chuyện lặt vặt công tử không cần phải bận tâm. Phải chăng hai vị vừa đề cập đến thần Châm Tôn Đại Nương? Đúng thế. Các hạ có tin tức gì của bà ta không? Đêm qua bà ta chết một cách đột ngột trong lữ điếm Thành Nhạc Châu rồi. Cung Cừu cùng Giảng Phụng Chân khẽ la quảng: Tôn Đại Nương chết rồi ư? Đúng thế. Cung Cừu nghiến răng hỏi: bà ta chết cách nào? Chết dưới lưỡi kiếm, hung thủ là ai? Tại hạ không biết, nhưng chắc là một nhân vật ghê gớm lắm, vì bản lĩnh của Tôn Đại Nương không phải tầm thường, mà không có dấu vết gì tỏ ra bà ta đã kháng cự lại trước khi bị đối phương đâm chết. Chắc lại là Thiên Lang Tôn giả hoặc thủ hạ của hắn ra tay. Có thể đúng như thế mà cũng có thể là không đúng. Sao vậy? Đông Phương Lôi là môn hạ của phái Thiên Lang, hắn bị ám sát trước, rồi Tôn Đại Nương là kẻ thù phái Thiên Nam bị hạ sát sau. Vậy hung thủ có thể chỉ là một người, mà là hai người khác nhau cũng hợp lý. Tóm lại nội vụ này khá phức tạp, hiện giờ khó mà đoán được. Thần Châm Tôn Đại Nương đã được bà ngoại Cung Cừu gửi gắm mọi việc, thì Cung Cừu coi bà như bậc tôn trưởng ở trong nhà. Nay bà bị thảm tử, không hỏi cũng biết là chàng căm phẫn đến chừng nào. Mắt lộ sát khí, chàng khích động nói: Tôn Đại Nương di thể ra sao? Sách Quyết Thư Sinh đáp: tại hạ đã sai người mai táng ở mé hữu lầu Nhạc Dương. Các hạ có được một kết tấm thảm kịch này không? Bà ta chết rồi tại hạ mới biết. Nhưng sao hả? Trước khi Tôn Đại Nương chết từng đã tiết lộ bà ta được một phò võ lâm bí lục. Ủa, bí lục gì? Sách Quyết Thư Sinh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng xuống nói: 10 năm trước đây, Thái Thượng Kim Kiếm Minh là Gia Cát Võ Hùng đã đến Thiên Nam khiêu chiến với Thiên Lang Tôn giả. Kết quả lão bị thương trở về. Vụ này Tôn Đại Nương ở Thiên Nam ngẫu nhiên được nghe người ta nói đến. Cung Cừu tỉnh ngộ: cuộc đại hội Quân Sơn này do Kim Kiếm Minh khởi xướng tất có liên quan đến vụ đó. Đột nhiên hội trường nhốn nháo cả lên. Mọi người ở trong các nhà rạp đều đứng lên trông ra ngoài cửa. Cung Cừu cũng đứng lên xem thì thấy một vị lão hòa thượng mày trắng, mặc sắc áo tro, thủng thỉnh bước vào trong hội trường. Vị lão tăng này chính là Võ Thánh Hắc Bọc Phong. Minh chủ Kim Kiếm Minh là Gia Cát Anh cung kính đứng tránh sang bên.
Cặp lông mày của nàng nhíu lại dường như có tâm sự gì rất băn khoăn. Theo sau Võ Thánh Hắc Bộc Phong là bốn tên Thị Đồng, Manh Tàng, Nho Cái và thủ phụng Kim Kiếm Minh tên gọi Trần Tố Trân. Công Cừu vừa ngó thấy Gia Cát Anh, tâm hồn liền cảm thấy băn khoăn, hơi thở dồn dập. Trong mắt với Võ Lâm, Võ Thánh là một nhân vật tương đối nổi tiếng hơn cả. Thấy lão đến, mọi người nhốn nháo lên một phút rồi bình tĩnh lại, không một tiếng động. Bao nhiêu con mắt đổ dồn cả vào người của Võ Thánh. Võ Thánh được người dẫn vào ngồi ở phía sau một cái bàn dài ở trong nhà rạp hướng đông. Lão chắp tay trước ngực thi lễ rồi từ từ ngồi xuống. Và các anh ngồi giữa nhà rạp ở phía nam, bốn gã thị đồng cùng thủ phụng chia nhau ra đứng thị lập ở phía sau chủ nhân của mình. Võ Thánh ngồi vào bàn rồi quần hùng cũng lục tục ngồi xuống theo. Giữa lúc ấy trong rạp phía bắc, một vị lão hòa thượng nét mặt trang nghiêm đứng lên cất cao giọng tuyên một câu Phật hiệu. Trong hội trường lại càng yên tĩnh hơn. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về nhà rạp ở phía bắc. Lão hòa thượng ngừng lại một chút rồi lớn tiếng tuyên bố. Lão Tăng là đại ngộ ở Thiếu Lâm Tự, được suy cử làm phát ngôn nhân trong cuộc đại hội này. Nhân phái Thiền Nam tự động đưa thư khiêu chiến cùng các phái Võ Lâm Trung Nguyên nên mới có cuộc đại hội hôm nay. Lão Tăng xin tiến cử Kiến Tính đại sư làm đại biểu cho cuộc chiến đấu. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, làm át hẳn thanh âm của Đại Ngộ Thiền Sư. Đại Ngộ Thiền Sư từ từ ngồi xuống, ba ngồi thanh la nổi hiệu báo giờ khai mạc đã đến. Đột nhiên trưởng môn phái Võ Đan là Thanh Hư Tử đứng dậy nói: Thưa Thiền Sư cùng các vị đồng đạo, bần đạo cũng xin tiến cử một tài kiếm thủ bậc nhất hiện nay là Sú Kiếm Khách. Vừa dứt lời, hết thảy người ở trong trường đều sửng sốt. Có lẽ mọi người lúc này mới nhớ tới tài kiếm thủ tuyệt luân xuất hiện như là một con thần long là Sú Kiếm Khách. Và các anh lập tức đứng bật dậy nói: Thưa đạo trưởng, Sú Kiếm Khách không đến dự hội thì sao? Giang Phụng Chân cùng Sách Quyết Thư Sinh đồng đưa mắt nhìn Công Cừu. Công Cừu cũng cảm thấy cực kỳ kích động. Thành Hư Tử quay lại nói: Tệ phai phát thiếp mời có đưa đến tài Sú Kiếm Khách rồi. Và các anh biến sắc nói: Theo lời người phụ trách việc ghi chép, những bạn đồng đạo đến tham dự đại hội không thấy có Sú Kiếm Khách kiếm danh. Công Cừu đưa ánh mắt nhìn Sách Quyết Thư Sinh, chàng lẩm bẩm: Té ra phái Võ Đường đã phát thiếp mời mình mà do Sách Quyết Thư Sinh chuyển tới. Ngọc Hư Tử dõng dạc nói: Lời tiến cử của bần đạo có được đại hội thừa nhận chăng? Đại Ngộ Thiền Sư phái Thiếu Lâm thanh âm như tiếng chuông động cất tiếng đáp: Lão Tăng đại diện cho ban tổ chức cuộc hội xin thụ lý lời tiến cử của đạo huynh. Ngọc Hư Tử cúi đầu thi lễ rồi ngồi xuống nguyên vị. Trong hội trường nổi lên khắp chỗ những lời thì thào bàn tán. Và các anh đảo cặp Thu Ba nhìn quanh một lượt, rồi nàng lặng lẽ ngồi xuống. Một lão áo đen mặt lớn đột nhiên lên tiếng: Tại hạ xin tiến cử Thái Thượng Kim Kiếm Minh là Gia Cát Võ Hùng làm đại biểu cho Võ Lâm Trung Nguyên. Giảng Phụng Chân khẽ nói: Vị này là hội trưởng hội Hồng Hoa, tên gọi là Hình Đại Xuyên. Sách Quyết Thư Sinh nghe nói giật nảy mình. Đại Ngộ Thiền Sư gật đầu nói: Lão Tăng xin thụ lý. Rồi ngó quần hồn hỏi: Còn vị nào tiến cử ai nữa không? Nhà sư hỏi luôn ba lần không thấy ai đáp lại, liền tuyên bố: Đại hội kính thỉnh Kiến Tính đại sư, Thái Thượng Kim Kiếm Minh và Sú Kiếm Khách, ba vị làm đại biểu cho Võ Lâm Trung Nguyên để ứng chiến với phái Thiền Nam. Nói xong lại đảo mắt nhìn toàn trường một lần nữa rồi ngồi xuống. Chưởng môn phái Thiền Nam đã đến. Quần hùng tại trường đều tỏ vẻ khẩn trương, quay về hướng nam nhìn ra chỗ nhập khẩu. Công Cừu trong dạ lại nổi lên mối thù hận, mắt của chàng đầy sát khí, trông mà phát khiếp. Chàng cùng Dạng Phụng Chân và Sách Quyết Thư Sinh ba người thì một người che mặt, còn hai người lạ mặt. Quần hùng đều coi là những nhân vật tầm thường, chẳng ai buồn nhìn tới. Một lão già tóc bạc, người cao lớn, khí thế rất uy mãnh. Mình mặc áo cẩm bào, lưng đeo trường kiếm, ngang nhiên đi vào. Lão bước đều đặn như có thước đo, đỉnh đạt vào trong hội trường,
không ngập ngừng mà cũng không hấp tấp. Kiến Tính đại sư đứng dậy trước, rồi mọi người cũng tiếp tục đứng lên, hướng vào giữa hội trường khoanh tay thi lễ. Thiền Lang tôn giả cũng chắp tay đáp lễ rồi đi vòng quanh một trường. Trong hội trường lặng ngắt như tờ, nên tiếng kim rơi xuống đất tưởng chừng như cũng có thể nghe rõ. Giang Phụng Chân đột nhiên trở vào nhà rạp ở phía nam và hỏi: người kia là ai? Công Cầu nhìn theo phía tay nàng chỉ thì thấy bên Gia Cát Anh có một lão già che mặt, mình mặc bào đen không biết đến từ bao giờ. Chàng buộc miệng hỏi: là ai vậy? Sách Quyết thư sinh đáp: hắn là Thái Thượng Kim Kiếm Minh, tên gọi là Gia Cát Võ Hùng đó. Công Cầu mắt lộ sát khí rung lên. Trong trường, Thiên Lang tôn giả đã bắt đầu tuyên bố: võ lâm khắp thiên hạ chỉ là một nhà, nhưng các võ phái Trung Nguyên lại ra chiều kỳ thị phái Thiên Nam chúng tôi. Nên lão phu lần này đến Trung Nguyên hy vọng được cùng các vị tỷ thí. Năm trước đây, lão phu bị bại về võ thánh Hắc Bộc Phong. Vậy cuộc đấu đầu tiên, lão phu yêu cầu võ thánh ra ứng chiến. Đại Ngộ Thiền Sư phái Thiếu Lâm cất giọng lanh lảnh như tiếng chuông đồng: thí chủ lần này đến Trung Nguyên phải chăng với mục đích thiết yếu là khảo thí võ học? Chưởng môn nhân, tại hạ xin đòi hai chữ võ học ra chữ kiếm đạo. Xin thí chủ nói rõ thêm. Điều thứ nhất là cuộc chiến đấu phải phân thắng bại. Nếu không thì phải chiến đấu cho đến khi một mất một còn mới thôi. Trong trường lúc này bỗng nổi lên những tiếng thì thào bàn tán. Đại Ngộ Thiền Sư trầm giọng nói: theo ý kiến của thí chủ thì cuộc tỷ đấu bữa nay phải đi đến chỗ thắng bại, không đếm xỉa gì đến sống chết, có đúng như vậy không? Đúng như vậy. Xin cho biết điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là nếu lão phu bị thất bại thì từ đây vĩnh viễn không đặt chân đến Trung Nguyên nữa, đồng thời giải tán luôn phái Thiên Nam. Như vậy chẳng là quá lắm ư? Tại hạ nói sao làm vậy, không bao giờ thay đổi ý kiến. Xin thí chủ còn điều gì nữa, cứ nói nốt đi. Vị nào đã đánh bại lão phu sẽ làm bá chủ võ lâm. Đây là việc riêng của Trung Nguyên, bớt tớt thí chủ phải nhọc lòng làm gì. Không, lão phu còn điều kiện khác nữa. Lão phu mà thắng được thì phái Thiên Nam tuy ở đất Bắc, nhưng toàn thể võ lâm khắp thiên hạ coi như một nhà, và lão phu sẽ được lên ngôi bá chủ võ lâm toàn cõi. Quần hùng có mặt tại hội trường đều tỏ vẻ phẫn uất. Thái Thượng Kim Kiếm Minh đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói: võ lâm ở Trung Nguyên không ứng phó được với cuộc chiến đấu này thì dù ông bạn ở Thiên Nam không đưa ra điều kiện đó, trong thực tế cũng đủ là một chuyện dĩ nhiên rồi. Theo ngụ ý thì lão thiền sư cứ ưng chịu cũng chẳng có hề chi. Một tràng pháo tay nổi lên hoan nghênh. Đại Ngộ Thiền Sư ngần ngừ một lúc rồi đáp: được rồi, xin theo lời của thí chủ. Thiền Lang tôn giả lại nói: nào, mời võ thánh ra đây. Yến Tính đại sư từ từ đứng lên đi vào trường đấu, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Bọn cận vệ Lục Long đang đứng chầu chực ở phía sau Gia Cát Anh được lệnh nàng ngấm ngầm ra hiệu chia đi các ngã. Yến Tính đại sư vào tới giữa trường thì Nho Đồng hai tay cầm thanh trường kiếm bằng kim cương đưa cho lão rồi lui ra. Thiên Lang tôn giả cười lên khanh khách: lão hòa thượng, hòa thượng đã biết quay về đạo luật, sao còn ra đây để tranh thắng hả? Thời gian gấp rút lắm rồi, xin mời hòa thượng động thủ đi thôi. Yến Tính đại sư cất cao giọng niệm Phật rồi cầm kiếm để ngang trước ngực nói: kính mời thí chủ ra chiêu. Bầu không khí trong trường đột nhiên vô cùng khẩn trương. Xoảng một tiếng, hai người sáp lại rồi lui ra.